ông là không có Thiên Chúa thì ông cũng phải nói rằng có cái ý tưởng rằng có Thiên Chúa, bởi vì có những người tin. Thì ông nói là không có, ông phủ nhận, cứ như là có ông mới phủ nhận được. Đó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái thực tại của Thiên Chúa như thế nào. Có nhiều cái cách thức để mà chúng ta biết được Thiên Chúa. Biết á, bằng cái trí khôn cũng được nữa, là mình biết rồi mình mới tin. Thì chúng ta có thể lý luận, dùng cái lý trí để mà chúng ta lý luận. Trước hết là mỗi người đều nhận biết rằng mình có cái khả năng để nhận biết về Thiên Chúa. Cái thứ hai là mình có cái lòng ước ao khao khát để mà tiếp xúc với Thiên Chúa. Anh chị em nhìn lại trong các dân tộc và văn hóa, dân tộc nào, văn hóa nào cũng đều có cái nghi thức gọi là nghi thức cầu cúng, thấy không? Nghi thức cầu nguyện, đúng không vậy? Cũng hướng về một cái đấng tối cao nào trong vũ trụ, trong thiên nhiên. Bây giờ tự nhiên là tự động có người có cái ước ao, cái lòng ước ao. Những cái người mà gọi là cho rằng người tiền sử là những người trong rừng rú, những người chúng ta có cho là mọi đi nữa, anh cho thấy người mọi nào cũng có cái nghi thức, họ cũng thờ cúng đủ thứ chuyện hết đó. Thì họ muốn tiếp xúc, họ muốn biết và họ muốn tiếp xúc với đấng tối cao, người ta có thể là gọi là trời, là thần thánh gì đó, nhưng mà rõ ràng là có trong cái lòng của người, có cái khả năng và có cái ước muốn để biết Ngài. Thì bây giờ chúng ta nói như thế nào, bây giờ làm sao người mình biết rằng có Chúa, có Đức Chúa Trời, có Thượng Đế chi tôn? Thì đơn sơ thôi, nhìn vũ trụ thiên nhiên, nhìn vào vũ trụ thì chúng tôi xin lấy thánh kinh và thánh truyền, tức là giáo lý Công giáo, để anh chị em thấy giáo hội về như thế nào. Trước hết là chúng ta nhìn vào vũ trụ. Thì vũ trụ như thế nào thì đây chúng ta có thể nhìn thấy được trong những cái biến chuyển vận hành của vũ trụ. Thì chúng ta biết được có sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều khoản 32 của sách giáo lý Công giáo nói rằng có nhiều con đường, những con đường để gặp được Thiên Chúa. Như thế có thể khởi điểm từ tạo vật, thế giới vật chất và nhân vị con người. Chúng ta tìm qua thế giới vật chất và qua con người. Thì thứ nhất là thế giới vật chất là vũ trụ đây, 32. Từ sự chuyển động và từ cuộc chuyển biến của vũ trụ, từ tính bất tất, từ trật tự và vẻ đẹp của vũ trụ, người ta có thể nhận ra Thiên Chúa như là nguồn gốc và là cùng đích của vũ trụ. Làm sao biết được? Bây giờ chúng ta nhìn vũ trụ nha, chúng ta nhìn vũ trụ thì tất cả mọi sự đều nó cũng đều có cái tôn ti trật tự, anh chị em thấy được ha. Cái tôn ti trật tự đó, bây giờ mình trong cái gia đình của mình đi, tôi thì tôi có cha có mẹ của tôi, anh chị có cha mẹ của anh chị, rồi mình truy về mình lấy lý luận thì cha mẹ mình thì có người sinh ra là ông bà ha. Ông bà có người sinh ra là ông tổ bà tổ gì đó ha, ông cố bà cố. Mà ông cố bà cố, anh chị có biết ông cố bà cố của anh chị không? Không. Có biết không? Nhưng mình tin có. Có. Mình tin là có chứ không có ông cố bà cố. Không thấy được. Không mình không biết được. Nhưng mà mình tin là có. Thì không có họ thì không có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, rồi không có cha mẹ mình, không có mình được. Rồi mình truy lại nữa, mình truy về sau nữa, rồi ông tổ cao tổ tầng tổ gì đó. Mình truy về cuối cùng thì cái người đầu tiên, phải có người đầu tiên chứ. Đầu tiên mình là đầu tiên khởi sự hết tất cả nhân loại đó, thủy tổ là thủy tổ của nhân loại đó. Thì phải có chứ. Rồi ai dựng nên thì mình có người đây nói là khỉ mà ra. Khỉ mà ra, chúng ta cũng đã nói cái chuyện này rồi. Thì ai anh chị em nào muốn tổ tiên mình là khỉ thì cứ nhận khỉ làm tổ tiên của chúng tôi. Giờ chúng ta là những người có trí thức, chúng ta là những người có cái con tim, có cái tự do. Chúa trời dựng nên. Một á, anh chị em có thể chọn lựa, một đó là bởi khỉ. Ha? Thì tổ mình là khỉ thì cứ nhận tổ đi thì là khỉ, vui vẻ, thoải mái, không ai cấm cản được, tự do. Nhưng mà chúng ta có thể nhận là Chúa. Bây giờ ngay cả khỉ nữa, ai dựng nên khỉ? Truy ra khỉ, rồi nó truy ra rồi thú vật này thú vật kia đủ thứ, rồi truy ra cây cỏ, rồi ra những cái loại vô tri. Ai dựng nên? Nó cũng phải truy ra cuối cùng. Thì chúng ta gọi là trong giáo lý Công giáo là thần học Công giáo, triết học Công giáo gọi là nguyên nhân đệ nhất. Có nghĩa là cái nguyên nhân này đó không được tạo dựng nên nữa, mà tự có. Tự có thôi, tự hữu. Và toàn hữu.
không có ai dựng nên nó, tự có rồi. Và từ đây phát xuất ra tất cả. Thì cái nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân đệ nhất á, nguyên lý đệ nhất á, là Thiên Chúa. Thì chúng ta gọi là Thiên Chúa, chúng ta truy là chúng ta không thể chối cãi được. Rồi anh chị em thấy một lần nữa trở lại với vật chất, thế giới vật chất, vũ trụ, thì cái vẻ đẹp, cái tung tin trật tự của vũ trụ. Anh chị em thấy là chúng tôi cầm cuốn sách đây đầy chữ giáo lý ha, rồi cuốn sách Thánh Kinh đầy chữ nè. Nhưng mà bây giờ mình thấy khi anh chị em thấy nó chữ nó đầy trong đó đó, mà nó có tung tin trật tự, thì mình phải nói rằng đâu có tự nhiên cái chữ nó viết trong đó. Tự nhiên có chữ đâu có được đâu. Thì mình phải lý luận ra, à, có người sắp xếp, có ai đó sắp xếp, phải có tác giả chứ. Thấy không? Thì với tác giả bây giờ mình thấy có cái sự tôn ti trật tự trong vũ trụ, là cái sự vận hành của tinh tú, mặt trời, rồi đến những cái hành tinh như là Mercury, Venus, rồi địa cầu, rồi hỏa tinh, rồi Ceres bây giờ có trong Thái Dương Hệ chúng ta. Các khoa học gia đã nói về định hoặc là xác định lại đó, có chúng ta thay vì có 9 hành tinh trong Thái Dương Hệ thì có 11. Có 3 cái gọi là những cái hành tinh mà gọi là hành tinh cục hay là hành tinh nhỏ, hành tinh không phải được hoàn toàn đâu. Thì có Ceres rồi đến Jupiter rồi đó. Thì chúng ta thấy có cái vận hành, ngay cả mặt trăng quay chung quanh quả địa cầu cũng vậy nữa. Nếu mà không có cái sự vận hành đó, có cái trật tự của cái luật thiên nhiên, cái luật đó, vũ trụ đó, vật lý đó, thì chúng ta biết rằng là sẽ hỗn loạn và chúng ta không có sự sống được. Thì ngay cái sự tôn ti trật tự đó phải có một cái sự thông minh nào đó để điều khiển. Và bây giờ cái sự thông minh tuyệt đối tối cao đó là của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa, của Thượng Đế Chí Tôn. Thấy không? Chúng ta lý luận là truy về cái nguyên lý đệ nhất, hay là chúng ta truy về cái tôn ti trật tự đó, thì cũng phải có sự thông minh đệ nhất tối cao. Rồi cái vẻ đẹp nữa, bây giờ chúng tôi xin lấy sách giáo lý lại đọc cho anh chị em nghe cái vẻ đẹp nha. Ông Thánh Agostino nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Agostino viết: bạn hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, hãy hỏi vẻ đẹp của biển cả, hỏi vẻ đẹp của không khí đang giãn nở và trải rộng. Nhìn trời đó, nhìn mây đó, không khí giãn nở ra. Anh chị em đứng trên núi nhìn xuống biển, hay nhìn xuống thung lũng, giãn nở ra, không khí giãn rất là đẹp. Rồi hãy hỏi vẻ đẹp của bầu trời ban đêm, vũ trụ đó, thấy cái vẻ đẹp đó. Hãy hỏi tất cả những thực tại này, tất cả sẽ trả lời cho bạn rằng bạn hãy nhìn chúng tôi đẹp. Vẻ đẹp của chúng là một lời tuyên xưng. Những cái đẹp này đều chịu sự thay đổi. Vậy ai đã làm nên các cái đẹp này nếu không phải đấng đẹp tuyệt đối không chịu sự thay đổi? Tức là đấng tuyệt mỹ. Chúng ta thấy đấng là toàn tri, phải không? Và cái đấng toàn tri là thông minh tuyệt đỉnh, không? Tối cao. Rồi cái đứng toàn hữu hay là tự hữu, chúng ta truy lại được. Rồi cái đứng tuyệt mỹ nữa là Thiên Chúa thôi, chân thiện mỹ. Chúng ta thấy cái điều đó thì anh chị em rõ rệt đó, nói rằng không có Thiên Chúa, nhưng mà lý trí thôi, lý luận thôi, thì chúng ta thấy rằng không thể chối cãi được có cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Và có thật, bởi vì chúng ta thấy được vũ trụ và thấy được con người. Và chúng ta hết giờ rồi, chúng tôi sẽ trở lại với anh chị em trong chương trình sắp tới về việc chứng minh cho nhau biết có Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đưa qua cái lý luận về sự hiện hữu của con người và cái nhân vị, nhân phẩm của con người để biết rằng có Thiên Chúa. Chúng con xin cảm ơn Cha. Kính thưa quý vị khán giả, rất tiếc vì thời gian có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến tìm hiểu sống đạo, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. TV Ánh Sáng Tin Mừng, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Linh Mục Trường Luân sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc cho quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị được một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và niềm an bình trong Chúa Thánh Thần. Xin trân trọng kính chào.